Nơi đâu, cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu đôi trên biển Tổ quốc. Hôm nay là ngày 29 tháng 7, em xin lãnh thiệu tiếp tục một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Đài Loan. Model của nó là DCD 1003. Chiếc đầu này được sản xuất năm 1986 với giá xưởng của nó khá là cao, 69.800 yên, nó tương đương khoảng độ 14 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Chiếc đầu này thì sở hữu cái xoay ngang của nó là 43,4 cm. Chiều cao của nó là 8,9 cm và chiều sâu là 35 cm và nó nặng là 5,4 kg. Mặt phay nhôm được sơn màu đen, thiết kế khá là cổ điển nhé. Mắt đọc thì mắt đọc của Sony 123, rất dễ thay thế và không ken đĩa. Chip giải mã của chiếc này dùng chip giải mã PSM54 cho chất âm dày dặn, mộc mạc và chi tiết. Đài trầm của nó thể hiện rất là tròn gọn nhé. Về phần ngoại hình thì em xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Đây, phần mặt tiền em quay chậm để bác quan sát. Và chiếc đồ này về tình trạng thì cạnh dưới đây này, đây nó có cấn chảy một chút thì em chấm chút sơn đây rồi. Đấy. Còn lại thì khá là đẹp, mặt đẹp. Đấy. Đây là phần lắp lưng. Phần lắp lưng thì có những vết sức mờ. Đấy. Mãi thì khó tránh khỏi lắm. Đây, bên này thì có chảy sơn đây. Cạnh trên của nó đây. Cái cạnh trên của nó đây thì có cứng nhẹ một chút thôi. Đấy, cái này khá đẹp. Đây là cái vết xước của cái phần sơn bóng bên ngoài. Đây có chảy sơn đây. Đây. Và đây là mặt phía sau. Model của nó là DCD 1003, điện 100V, công suất của nó 15W và sơ đi của nó là 60515554. Chiếc đồ này thì chỉ có một đường alo ra thôi. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc đồ này thì còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản, mặt đọc zin thang máy luôn. Đây là con chip rẻ mã PSM54HP. Đấy, và con SM5806 nó nằm đây. Tủ lọc của nó này. Tủ lọc của nó là 3300mi và 25V một tụ. Cửa chụp chắc chắn êm ái. Và đây là phần đáy phía dưới. Khá đẹp. Rồi. Và sau đây thì em xin test cái phần mắt đọc và chức năng hoạt động của chiếc đồng này để cho các bác được thưởng thức. Và chiếc đồng này thì bên em bán với mức giá là 950.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển được tiền. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907-223-269 ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra, cái thứ nhất là đúng sản phẩm, cái thứ hai nữa là chất lượng sản phẩm. Nếu không may trong trình vận chuyển mà ra sự cố thì các bác giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em kiểm tra đúng lỗi hàng tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi cho sản phẩm khác tùy ý của mình. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng hỗ trợ sửa chữa cho các bác nếu không may cái sản phẩm nó có bị lỗi mà không có thợ sửa, tiền phí thì các bác phải tái đặt em. Và bên em chỉ hỗ trợ sửa chữa cho sản phẩm bên em bán ra nhé, chứ không hỗ trợ sửa chữa cho các sản phẩm không phải của bên em. Mong các bác thông cảm cho em. Đầu thì không kén đĩa nhé, đầu tốt đĩa đồng xanh, là đĩa sao chép, đĩa đồng vàng cũng như đĩa đồng trắng nhé. Đây em test một đĩa sao chép này. Đấy, các bác thưởng thức ạ. Đấy, đã nhận đĩa. Các bác hãy đeo tai phone nào để em thưởng thức ạ. Cùng một con đường 20 năm về trước, theo em đến trường.
bờ mi, cũng một con đường. Hôm nay anh trở lại, xôn xao gót giày, em tìm ở nơi đâu? Cũng một dòng sông, 20 năm về trước, em bước qua đó, đôi chân nhỏ run run. Cũng một chiều mưa, em nghiêng nghiêng vành nón, mưa ướt vai mềm, anh lạnh buốt con tim. Còn đâu con đường về nhà em, còn đâu dòng sông kia lững lờ, còn ai thương chiều mưa đổ, thương em còn ngây thơ. Cũng một ngôi trường, 20 năm về trước, em chiếc áo dài, tóc xõa bờ vai. Cũng một hiên nhà, hôm nay anh trở lại, em xót xa đời, áo vá buồn lẻ. Nhớ một ngày xưa, 20 năm về trước, anh vẫy tay chào, em nước mắt rưng rưng. Nay anh trở về, xin cho tạ lỗi, em có bao giờ nhớ đến đọc rất tốt ạ. Từ khi mất nhau rồi, tim tôi thành sỏi đá, đêm đêm chằm chờn trong giấc ngủ, nghe mình như dòng suối trôi vào khoảng vắng hư vô. Vết thương trong hồn đã như khô. Người ơi mấy ai ngờ, ra đi rồi là hết, ra đi là vùi chôn tất cả, chôn vùi đôi hình bóng nhân tình sớm tối bên nhau. Những đêm tâm sự tay gối đầu, ai ai bảo thời gian không biến đổi, khi thề nguyện trăm năm vẫn yêu tôi. Hỡi người ơi, ai ai cầm tay tôi mãi không rời, ôi lời nói ngọt ngào trên đầu. Yêu thời gian như cánh nhỏ, chim trời muôn khi cuốn lớn bay đi với mộng mơ. Tôi hiểu xưa tôi quá tin đời, nên giờ sống lẻ loi. Còn đôi lá thư tình mang theo làm hành lý, xin bằng lòng ôm nỗi khổ, ghi vào trang nhật ký như là vết tích yêu đương, bước đi âm thầm với phong sương. Và xin cảm ơn người bao nhiêu chuyện lừa dối, nhưng khi người đành tâm chối bỏ, ân tình tôi còn giữ như một đoạn nắng mong manh, chút hương kỷ niệm hai đứa mình.
đâu thành hai thế hệ. Dù em vừa 16, ta 30, em với ta đều là hai thế hệ. Sao cùng đang sống giữa nước non này? Mùa thu đó sau hồi Tây chiến bại, mình lên tàu vượt tuyến đêm di cư. Ta trốn đi bỏ người thương mến lạ, đêm thật buồn còn đáng nhớ không em? Hãy đến với nhau trong tình yêu thương đồng bào, hãy đến với ta nhìn mồ hôi trên ruộng cày. Trọn đã yêu ai, sao ngoái đi xem thường vai áo bà, đừng an nhàn phù phiếm bên cao xa. Em đến đây cho tình ta ấm lại, cho hẹn hò người sáng nén ba. Rồi em xin phép được dừng video test ở đây. Thì ở trước đầu này bắt đọc rất là tốt, chất âm dày dặn, ấm áp. Giá thì bên em bán với giá là 9,5 triệu đồng, 950 ngàn đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho là chuyển đổi tiền. Bắt đầu đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 23 289. Em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào, hẹn gặp lại ở video sau ạ.